Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập tuần toán 4 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Video này chúng mình sẽ đến với kiến thức của tuần học 28, so sánh phân số tiết 3, luyện tập chung và phép cộng phân số tiết 1. Phần A lớn kiến thức trọng tâm, chúng ta cần nắm chắc về hai nội dung sau. Một nhỏ, so sánh hai phân số có cùng tử số thì em cần nhớ này, hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Các em lưu ý nhé, tránh nhầm lẫn các em nhé. Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Ví dụ 5/4 lớn hơn 5/7, cùng tử số là 5, ta thấy 4, mẫu số là 4, bé hơn mẫu số là 7. Như vậy thì cái phân số 5/4 này nó sẽ lớn hơn cái phân số 5/7 này các em ạ. Ví dụ khác, 2/5 nó bé hơn 2/3, cùng tử số bằng 2 rồi, nhưng mẫu số là 5 nó lớn hơn, cho nên cả phân số này nó sẽ phải bé hơn. Các em nhớ nhá. Tiếp đến sang phần 2 nhỏ, đó là cộng hai phân số có cùng mẫu số. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Ví dụ 3/5 cộng với 4/5 thì sẽ bằng gì? Giữ nguyên mẫu số chung thì ta sẽ lấy tử số cộng với nhau thôi. 3 cộng 4 thì bằng 7 và mẫu số vẫn là 5. Như vậy 3/5 cộng 4/5 sẽ bằng 7/5. Đó là những nội dung kiến thức trọng tâm có trong tuần học 28 này, các em cần lưu ý. Và tiếp theo đây thầy cho chúng ta cùng chuyển sang B lớn bài tập của tuần học 28. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Phân số tối giản chỉ phần tô màu trong hình vẽ bên đọc là. Trước hết xem là hình vẽ này nó được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau, ta đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 phần bằng nhau. Từ trên 8 phần bằng nhau này. Trong đó mấy phần được tô màu nhỉ? 1 2 3 4 5 6. Vậy phần tô màu nó sẽ chiếm là 6/8 hình. 6/8 rút gọn cùng chia cho 2 thì ta sẽ được là 3/4. Đây mình đọc là 3/4, đáp án là C. Câu 2, phân số bằng với lại phân số 36/48 là phân số nào? Thì ta dùng tính chất phân số thôi. 36/48 thì ta thấy rằng là cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 12. 36 chia 12 ta được 3, 48 chia 12 ta được 4. Như vậy ta được phân số 3/4. Mình chọn đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Kết quả phép tính 7/15 cộng với 4/15 là bao nhiêu? À, nó cùng mẫu số chung rồi. Như vậy ta chỉ việc cộng tử số với nhau thôi. 7/15 cộng với lại 4/15 thì nó sẽ bằng là 7 cộng 4/15 bằng 11/15. Mình chọn đáp án là B. Tiếp theo là câu số 4. Ở phân số thích hợp là, ở đây các em thấy rằng là trên tử số toàn là các phép nhân, dưới mẫu số cũng toàn là các phép nhân thôi. Thì chúng ta có thể dùng tính chất phân số nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là chung thừa số 6. Bây giờ thầy nếu mà thầy chia cả tử số và mẫu số cho số 6 thì mình có thể rút gọn được 6 đây, 6 đây. Tương tự 88 rút gọn được, nó sẽ chỉ còn lại là 5/7 thôi. Mình chọn đáp án là D. Câu số 5. Quả dứa nhẹ nhất là, đơn vị đều là kg rồi. Chúng ta xem là thầy là các phân số này, phân số nào mà bé nhất thì là ứng với quả dứa nhẹ nhất. Các em phải dùng kiến thức so sánh rồi. Chúng ta nên quy đồng. Ôi giời ơi, anh lại câu 5. Tiếp theo là câu 5. Quả dứa nhẹ nhất là, cùng là đơn vị đo kg rồi, thì số đo nào mà nhỏ nhất thì là ứng với lại quả dứa nhẹ nhất. Các phân số này phân số nào bé nhất các em nhỉ? À, các em đừng chọn phân số đáp án B nhé. Bởi vì 6/5 nó phải là phân số lớn 1 rồi. Chắc chắn nó lớn 1. Bởi vì tử số lớn mẫu số. 3 phân số ở đáp án A, C, D nó đều bé hơn 1. Vậy chúng ta sẽ so sánh 3 phân số này với nhau. Mẫu số chung của chúng sẽ là 12. Chúng mình có 2/3 thì sẽ bằng gì nhỉ? 3 x 4 là 12. Vậy cả tử và mẫu chúng ta cùng nhân với lại 4 nhé. 8/12 này. Đây đáp án A này. Đáp án C này. 4 x 3 là 12. Ta sẽ lấy cả tử và mẫu cùng nhân với 3. Nó sẽ là 9/12. Đáp án D, 11/12. Ta thấy rằng 8/12 là bé nhất rồi. Như vậy quả dứa đáp án A sẽ là nhẹ nhất. Chuyển sang câu 6. Trong kỳ thi cuối kỳ môn toán, An nộp bài thi sau 2/3 giờ, Bình nộp bài thi sau 3/5 giờ, Vinh nộp bài thi sau 8/15 giờ và Hiền nộp bài thi sau 43/60 giờ. Vậy bạn nộp bài thi sớm nhất là, bạn nào mà thời gian mà ngắn nhất, tức là thời gian chỉ nộp bài là bé nhất ấy, thì ứng với bạn nộp bài sớm nhất đấy em ạ. Sớm nhất đồng nghĩa với là bé nhất, thời gian bé nhất đấy, cái số đo ấy, bé nhất. Thì trong các phân số này thì chúng ta phải so sánh rồi. Chúng ta nên đưa về một mẫu số chung, đó là mẫu số là 60. Với bạn An nhé, 2/3
Làm thế nào để biết nhân với bao nhiêu? Ta lấy 60 chia 3 thì bằng 20. Như vậy cả tử số và mẫu số cùng nhân 20 các em ạ. 2 nhân 20 phần 3 nhân 20 thì ta sẽ được là 40 phần 60. Tiếp đến là của bạn Bình, tức là 40 phần 60 giờ các em nhé. Bạn Bình này, 3 phần 5 đúng không? Làm thế nào biết nhân với bao nhiêu? Ta lấy 60 chia cho 5. 60 chia 5 ta được 12. Như vậy cả tử số và mẫu số nhân với 12 thì nó sẽ bằng là 36 phần 60 giờ. Đấy là thời gian của bạn Bình này. Tiếp theo bạn Vinh, 8 phần 15. Làm thế nào để biết 15 nhân bao nhiêu? Ta lấy 60 chia 15 thì được 4. Ta lấy cả tử số và mẫu số nhân với 4 thì ta sẽ được là 32 phần 60 giờ. Thế còn bạn Hiền thì biết rồi, thời gian đây rồi là 43 phần 60 giờ. Nhớ nhá, nộp bài sớm nhất đồng nghĩa là thời gian ngắn nhất, tức là cái số đo là bé nhất ấy. Thì số đo nào bé nhất ở đây? À, 32 phần 60 là bé nhất, ứng với bạn Vinh sẽ là nộp bài sớm nhất. Đáp án mình chọn là C. Chúng mình đã làm xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận của tuần học 28. Bài 1, điền số tích hợp. Ở trong bài 1 thì chúng mình sẽ dùng tính chất của phân số rồi các em. Đó là cả tử số và mẫu số cùng nhân với một số, đúng không? Hoặc là cả tử số và mẫu số cùng chia cho một số, nhớ là phải khác không nhá. Ở đây 2 x 6 bằng 12, vậy 5 cũng sẽ nhân 6 đi các em ạ. 5 x 6 bằng 30. Ta thấy 30 x 3 là 90, vậy trên tử số cũng nhân với 3 đi em ạ. 3, 12 x 3 là 36. 36 chia 2 được 18, vậy 90 chia 2 được 45. Đó, thế là xong rồi. Tiếp tục nào. 6 x 3 là 18, vậy 7 cũng sẽ nhân 3 ra được 21. Tiếp đến 21 x 4 là 84, vậy thì 18 cũng sẽ nhân với 4 thì ta sẽ được là 72. 72 chia 2 được 36, vậy 84 chia 2 ta được là 42. Tương tự như vậy nào. 60 chia 6 được 60 chia 10 được 6, như vậy 80 chia 10 được 8 này. 8 chia 2 được 4, vậy 6 chia 2 được 3. 3 nhân 5 là 15, 4 nhân 5 là 20. Em thấy dễ chưa? 84 chia cho bao nhiêu thì được 12 nhỉ? À 84 thì chia cho 7 đúng không? 84 chia 7 được 12, vậy thì 98 cũng chia cho 7 luôn. Ta được 14. 14 chia cho mấy được 7? 14 chia 2 được 7, vậy thì 12 trên này cũng phải chia 2 thì được 6. 6 x 5 là 30, vậy thì 7 x 5 sẽ là 35. Rất nhanh, chúng ta đã xong bài 1 rồi. Bài 2 rút gọn phân số. 18 phần 42 thì cả tử số mẫu số em thực hiện nhé, em thực hiện ra nháp trước đi. Thì nó sẽ cùng chia cho 6. 18 chia 6 trên cho 42 chia 6 thì nó sẽ bằng 3 phần 7. Đây là phân số tối giản rồi. Tiếp đến 15 phần 45 thì ta thấy là 45 chia cho 15 đấy. Thì cả tử số mẫu số cùng chia cho 15 thì ta sẽ được là 1 phần 3. 84 phần 72 nó cùng chia cho 12 đấy em ạ. Làm thế nào để ra được 12 thì các em nên chia nhiều lần ra nháp nhá. Sau đó thì chúng ta có thể chia cho một số lớn nhất, đó là bằng tích của các lần chia. Chúng ta có thể xem lại cái phần rút gọn ở tuần học trước thầy đã hướng dẫn các em nhé. 84 chia 12 ta sẽ được là 7. 72 chia 12 ta sẽ được là 6. Cuối cùng 36 phần 90 cùng chia cho 18. Phân số ta được đó là 2 phần 5. Và đây là phân số tối giản rồi. Mình đã xong bài 2. Tiếp theo chúng ta đến với lại bài 3. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng vào những ô so sánh này. So sánh đầu tiên thì hai phân số này có cùng mẫu số rồi. Phân số nào có tử số lớn hơn thì nó sẽ lớn hơn. Vậy ta điền dấu lớn hơn. Hai phân số này cũng cùng mẫu số, tử số bé hơn thì phân số bé hơn. So sánh với 1 nào. Phân số nào mà có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Hay nói cách khác là 1 lớn hơn. 15 phần 11. Phân số này có tử số lớn hơn. Như vậy, tử số lớn mẫu số nhé. Như vậy thì phân số này lớn hơn 1. Tiếp theo, bây giờ em phải quy đồng rồi. 7 phần 8 đúng không? 7 phần 8 ta sẽ đưa về mẫu số là 40. Cùng nhân với 5 sẽ là 35 phần 40. Bé hơn 37 phần 40 rồi. Tiếp đến 50 phần 63 với lại 5 phần 7 thì 5 phần 7 thầy sẽ đưa về mẫu số là 63 cùng nhân với 9 là 45 phần 63. 50 phần 63 lớn hơn rồi. Lớn hơn 45 phần 63 rồi. So sánh tiếp nào. 7 phần 12 với lại 35 phần 60 thì hai phân số này bằng nhau các em nhé. Bởi vì là 7 x 5 là 35, 12 x 5 là 60 bằng nhau này. So sánh cuối cùng 11 phần 14 thì thầy sẽ lấy cả tử số và mẫu số thầy cùng nhân với lại 5 thì ta sẽ được là 55 phần 70. 61 phần 70 lớn hơn 55 phần 70, điền dấu lớn hơn. Đó, mình đã xong rồi. Chuyển sang bài 4, tính. Đây là phép tính cộng. Hai phân số có cùng mẫu số thì ta chỉ việc cộng các tử số với nhau thôi và giữ nguyên mẫu số nhé. 5 phần 13 cộng với 12 phần 13 sẽ bằng là 5 cộng với lại 12 trên 13. Nó sẽ bằng là 17 phần 13. Tiếp tục, 7 phần 21 cộng với 3 phần 21
ta lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số 7 cộng 3 trên cho 21 thì nó sẽ bằng là 10 phần 21. Tiếp tục, 9 phần 25 cộng với 8 phần 25 nó sẽ bằng là 9 cộng 8 trên 25, nó sẽ bằng là 17 phần 25. Rồi, chuyển sang phần này bên này nào. 11 phần 27 cộng với 5 phần 27 cùng mẫu số rồi, ta sẽ lấy tử số cộng với nhau. 11 cộng 5 trên 27 thì sẽ bằng 16 phần 27. Tiếp đến này, 6 phần 19 cộng với 9 phần 19, ta sẽ lấy 6 cộng với lại 9 phần 19. 6 cộng 9 là 15, 15 phần 19. Cuối cùng là 21 phần 35 cộng với lại 11 phần 35 cùng mẫu số rồi, ta sẽ lấy 21 cộng với 11 phần 35 thì nó sẽ bằng là 32 phần 35. Như vậy là mình đã làm xong bài số 4 rồi. Chúng mình cùng với thầy chuyển sang bài 5 nhé. Bài 5 đề bài yêu cầu đó là quy đồng mẫu số các phân số. Với 3 phân số đầu tiên thì thầy cho mình thấy ngay đó là mẫu số chung là 42 rồi. Bởi vì 42 chia hết được cho 7 này, chia hết được cho 6 này em này. 3 phần 7 bằng gì nào? Ta thấy 7 x 6 là 42. Vậy ta sẽ lấy cả tử số mẫu số cùng nhân với 6. Nó sẽ bằng là 18 phần 42 này. Tiếp đến này, 5 phần 6. Ta lấy 6 x 7 là 42. Vậy thầy sẽ lấy cả tử số mẫu số nhân với 7 nhé. Thì nó sẽ bằng là 35 phần 42. Thế còn 19 phần 42 ta giữ nguyên rồi. Tiếp theo nào, mẫu là 8, mẫu 40, mẫu là 5 thì ta thấy là 40 là mẫu số chung rồi. Nó chia hết được cho 8, chia hết được cho 5 mà đúng không? 7 phần 8 nào, mẫu là 8 thì ta cùng nhân với 5 để ta được 40. Như vậy cả tử số mẫu số thì ta cùng đều nhân với 5, sẽ là 7 x 5 trên 8 x 5 thì nó sẽ bằng là 35 phần 40. Tiếp theo 2 phần 5 nào, nhân 8 là 40. Như vậy ta lấy cả tử và mẫu cùng nhân với lại 8, sẽ là 16 phần 40. Rồi, thế còn 29 phần 40 là giữ nguyên nhé. Tiếp đến nào, ở đây chúng ta có tận 4 phân số nhưng không vấn đề gì cả. Ta thấy rằng là 30 nó chia hết được cho tất cả các mẫu số này. Vậy thì 30 sẽ là mẫu số chung nhé. 2 phần 3 thì ta thấy 3 x 10 là 30. Ta lấy cả tử và mẫu cùng nhân với 10. 2 x 10 trên 3 x 10 nó sẽ bằng là 20 phần 30. Tiếp tục 3 phần 5, ta lấy 5 x 6 là 30. Vậy cả tử và mẫu cùng nhân với 6. 3 x 6 trên cho 5 x 6 thì sẽ bằng là 18 phần 30. Cuối cùng là 5 phần 6 thì mình sẽ lấy cả tử số và mẫu số cùng nhân với lại 5 thì nó sẽ được là 25 phần 30. Rồi, mình đã xong được bài số 5. Tiếp theo là bài 6. Bài 6 là sắp xếp các phân số và số theo chiều thứ tự từ lớn đến bé nhé. Từ lớn đến bé, ở đây ta thấy rằng các phân số này nó, ý đầu tiên nó đều bé hơn 1 rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi quy đồng mẫu số chung. 3 phần 8 mẫu chung là 24 em nhé, đều là 24. 3 phần 8 này thì ta sẽ được phân số nào các em? À, 3 phần 8 thì ta sẽ được cùng nhân với 3 đúng không? 9 phần 24. Tiếp tục này, 5 phần 6, 6 x 4 là 24. Như vậy ta cùng nhân với 4 ta sẽ được là 20 phần 24. Tiếp tục nhé, 13 phần 24 giữ nguyên này. Thế còn 3 phần 4 cùng nhân với 6 ta sẽ được là 18 phần 24. Trong các phân số này lớn nhất nó sẽ là 20 phần 24 ứng với phân số 5 phần 6 đúng không các em? Tiếp theo đến 18 phần 24 ứng với phân số 3 phần 4. Rồi tiếp đến là 13 phần 24. Và bé nhất sẽ là 9 phần 24 ứng với phân số 3 phần 8. Tương tự như vậy chúng ta đến với các phân số tiếp theo nào. Ở đây đều là các phân số nó bé hơn 1 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi quy đồng các mẫu số này. 17 phần 28 mẫu số là 28 giữ nguyên bởi vì nó là mẫu số chung được rồi. 5 phần 4 này, 4 x 7 là 28. Vậy cả tử số và mẫu số nhân với 7 nhé, ta sẽ được là 35 phần 28 này. 6 phần 7, ta lấy cả tử số và mẫu số cùng nhân với 4, ta sẽ được là 24 phần 28. 9 phần 14 cả tử số mẫu số nhân với 2, ta sẽ được là 18 phần 28. Lớn nhất ở đây là 35 phần 28 ứng với phân số 5 phần 4. Rồi tiếp theo là 24 phần 28 là ứng với phân số 6 phần 7. Rồi đến là 18 phần 28 là 9 phần 14. Và bé nhất là 17 phần 28. Rồi tương tự như vậy đến với các phân số cuối cùng này. Cái dãy phân số này thì đều là nó bé hơn 1 rồi, ta phải quy đồng nhé. Mẫu số chung là 36 rồi. 3 phần 2 nè, cả tử số mẫu số thì chúng ta cùng nhân với lại 18 đúng không? Bởi vì là 36 chia 2 bằng 18 mà, cho nên cả tử số mẫu số nhân với 18. 18 nhân với 3, 3 nhân 18 là được 54 này. 54 phần 36 này. Thế còn 7 phần 9, để ra mẫu là 36, ta cùng nhân cả tử và mẫu với lại 4. 9 phần 36 giữ nguyên. Rồi, với mẫu số là 12 cùng nhân với 3. 7 x 3 là 21 phần 36. Phân số lớn nhất ở đây chính là 54 phần 36 ứng với phân số 3 phần 2. Tiếp theo sẽ là 28 phần 36 ứng với lại 7 phần 9. Tiếp đến là 21 phần 36 là ứng với phân số 7 phần 12. Và bé nhất sẽ là phân số 19 phần 36. Chúng mình đã làm xong bài 6 rồi các em ạ.
Chuyển sang bài số 7, đề bài như sau. Mẹ Hiền đi chợ mua một túi táo, một túi cam và một túi lê. Túi táo cân nặng 4,5 kg. Túi cam nặng hơn túi táo 3,5 kg. Túi lê nặng hơn túi cam 2,5 kg. Hỏi mẹ Hiền đã mua tất cả bao nhiêu kg trái cây. Túi táo thì cân nặng biết rồi, cân nặng túi cam chưa biết phải tính này, cân nặng túi lê chưa biết cũng phải tính, và sau đó cuối cùng mới tính tổng được. Vậy bài này chúng ta cần 3 bước. Bước 1, mình có túi cam cân nặng là, cùng đơn vị là kg hết rồi, chúng ta chỉ việc cộng các số đo thôi. Túi táo này biết rồi, túi cam nặng hơn túi táo, túi cam nặng hơn, đang cần tính túi cam nặng hơn, ý nghĩa là nhiều hơn. Vậy chúng ta phải cộng thêm. Ta sẽ lấy 4/5 của táo này, chúng mình cộng thêm với lại nặng hơn là 3/5. Thì chúng ta ghi luôn kết quả vào nhé. Phép cộng em ghi ra nháp, đó là gì nhỉ? 4/5 cộng với 3/5, em cẩn thận em ghi là bằng 4 cộng 3 trên 5 đấy em, thì sẽ bằng là 7/5. Đơn vị là kg. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính tiếp cho thầy là túi lê. Túi lê nặng hơn, túi lê đang cần tính túi lê mà túi lê nặng hơn, vậy mang ý nghĩa nhiều hơn, sẽ bằng túi cam cộng thêm. Túi cam vừa tính xong là 7/5, cộng với nhiều hơn là 2/5, sẽ bằng 9/5. Ta lấy 7 cộng 2 là 9 đấy em, giữ nguyên mẫu số 9,5 kg. Rồi, bây giờ mình sẽ tính được tổng rồi. Lời văn cuối cùng mình sẽ viết: mẹ Hiền đã mua tất cả số kg trái cây là. Người ta lấy cân nặng của túi táo này là 4/5, cộng cân nặng của túi cam vừa tính xong là 7/5, cộng với cân nặng của túi lê là 9/5. Cùng mẫu số chung rồi, ta cộng các tử số với nhau thôi. 4 cộng 7 là 11, 11 cộng 9 là 20, 20/5. Nhưng 20/5 thì chúng ta có thể đưa rút gọn về là 4/1, mà 4/1 chính là 4, đơn vị là kg. Em hiểu không nhỉ? Rút gọn phân số thôi. 20/5 đúng không? Chúng ta cùng chia cho 5, sẽ là 20 chia cho 5 trên cho 5 chia 5. 20 chia 5 bằng 4, 5 chia 5 bằng 1, 4/1 chính bằng 4 đấy các em ạ. Và đáp số là 4 kg trái cây. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 7 rồi các em ạ. Và kết thúc bài tập tuần 28. Thầy chúc em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.